Xin chào tất cả các bác nhé. Một cái video ngày hôm nay sẽ giới thiệu với tất cả anh em một cú đẩy 4 kênh đến từ thương hiệu LX Aquatic với model X4150 để thay thế cho cái mẫu đẩy D4150 trước bên em đã bán, đúng không ạ? Sản phẩm này là hàng cao cấp nhất năm 2024, chạy điện AutoVol, mạch Class D, nguồn xung. Cân nặng cục đẩy này thì nó khá là nhẹ em nhé, chỉ có 10kg thôi. Hôm nay sẽ bóc hộp ra và sẽ cho anh em cùng xem cục đẩy này như thế nào. Hàng này thì anh em chơi sự kiện, quán bar, phòng trà đều được, công suất rất là lớn. Theo như nhà hãng, họ nói là 1.600W một kênh. Nhưng mà em cũng đã đo thực tế thì con này thì nó chỉ khoảng tầm 1.500W anh em nhé. 1.500W là ok, đánh là thoải mái luôn. Sách hướng dẫn sử dụng này, sách hướng dẫn đầy đủ ở đây, tí nữa em sẽ dở ra cho anh em cùng xem. Anh em có thể thấy rất là mỏng đúng không ạ? Rất là mỏng và rất là đẹp. Một cục đẩy đẳng cấp, công nghệ đến từ Anh Quốc. Quá đẹp. Anh em có thể thấy một cục đẩy 4 kênh X4150. Ok chưa ạ? Và đây là hình thức của cục đẩy, quá là chất luôn. Đến từ thương hiệu LX Aquatic, sử dụng tất cả chiếc áp, nhìn nó quá đẹp. Chiếc áp này nhìn là chiếc áp bi em nhé. Và nó rất là nhỏ, rất là chất này. Có đèn clip này, báo đèn clip này, đèn sync này, đèn power. Ok chưa ạ? Công tắc tắt mở ở mặt trước này. X4150, mẫu đẩy rất là đẹp. Đó, và ở đây đều có tem anh em nhé, tem bảo hành chống hàng giả này, giờ tem của thương hiệu. Quay mặt đằng sau cho các bác cùng xem. Ở mặt đằng sau này thì sử dụng là dây nguồn 2 chấu. Đó, ok chưa ạ? Và đây, đầu vào thì chúng ta sẽ có cổng A, cổng B, cổng C và cổng D. Các chế độ gạt panel stair bridge ở đây đầy đủ. Đầu ra thì chúng ta sẽ có 4 đầu ra em nhé. Và sử dụng tất cả bằng rắc lưu trích. Ok chưa ạ? Và lên tới là 4 quạt tản nhiệt. Bây giờ em sẽ dở cái sách này và cho anh em cùng xem cái thông số ở trên cục đẩy này. Một cục đẩy rất là chất. Anh em có thể thấy đây. Ở 8 ohm stair power sẽ là 1650W em nhé, 1650W nhân với 4 kênh. Ok chưa ạ? 1650W nhân với 4 kênh. Và ở 4 ohm stereo, ấy power của nó sẽ là 2800W nhân với 4 kênh. Ở chế độ 2 ohm, anh em có thể chơi con này chơi chế độ 2 ohm được này. Đó, em sẽ quay gần một chút cho các bác xem. Con này chơi chế độ 2 ohm thì stereo. Đây. 2 ohm stereo power sẽ là 3400W. Rất là khủng. Và ở bridge 8 ohm anh em nhé, bridge 8 ohm này sẽ là 6800W nhân với 2 kênh. Quá là gấu luôn. Ở 8 ohm mình sẽ là 5600W. Và ở 4 ohm sẽ là 6800W. Một cục đẩy quá là khủng. Ok chưa ạ? Đó, bây giờ em sẽ đặt lên và sẽ test cái sản phẩm này. Mẫu đẩy quá là đẳng cấp. Ở đây vừa rồi thì em cũng có bóc một chiếc ra, em kết nối sẵn với loa rồi anh em nhé.
À, khi đặt lên thì các bạn có thể thấy này, mẫu đẩy đến từ thương hiệu LX quá đẹp luôn. Hình thức thì đợt này nó được thiết kế nhìn nó hầm hố hơn rất là nhiều. Ok chưa ạ? Nó được thiết kế hầm hố hơn rất là nhiều. Đó, và chiếc đáp này nó nhẹ hơn nhá. Chiếc đáp này nó sẽ nhẹ hơn, được nâng cấp sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với trước. Đó, công tắc tắt mở cũng là vẫn là mặt ở phía trước thôi. Ok chưa ạ? Đó, hình thức quá là ok đúng không ạ? Cân nặng thì chỉ có 10kg thôi, rất là nhẹ. Đấy, chúng ta mà mang đi làm sự kiện con này thì quá ok. Tem bảo hành chống hàng giả, ok chưa? Và đây là tem đến từ thương hiệu LX Aquatic công nghệ England anh em nhé. Mẫu đẩy đẳng cấp cho tất cả các bác. Bây giờ sẽ bật công tắc nguồn lên. Em sẽ bật công tắc nguồn lên và để em sẽ tắt cái bản nhạc đi. Bật công tắc nguồn lên này. Các bác nghe nhá, máy chạy gầm lên rất là khủng. Ok chưa? Chúng ta chờ cái đèn clip này nó tắt đi, nó ngắt đi nhá, thì đèn đỏ này thì chúng ta sẽ vặn âm lượng lên. Ok chưa? Đó, thì con này theo em đánh giá thì máy nó chạy quá êm luôn so với cái con đời trước là con D4150. Đó, cái bản này thì nó cao cấp hơn anh em nhá. Bản này nó sẽ cao cấp hơn và linh kiện nó chất hơn rất là nhiều. Để một cái video sau em sẽ mở nội thất cục đẩy X4150 này cho anh em cùng xem. Bây giờ sẽ test một cái bản nhạc để các bác cùng cảm nhận nhé. Ở đây một kênh này em sẽ đánh ra một cặp loa bát 30 thôi em nhé. Đó, kênh 1 này hơi nhích lên một chút này để 9 giờ thôi nhé. Kênh 2 này ok chưa ạ, hơi nhích lên nó căng này, cả hai kênh này không dám mở to, chỉ là tầm 9 giờ thôi. Quá là kinh khủng, một cục đẩy rất là đẳng cấp để cho các bác làm chuyện đám cưới. X4150 các bạn có thể nghe thơm của một dòng mạch Class D đánh rất là uy lực, tất cả sử dụng bằng con MOSFET hết. Ok chưa? Và đây cũng là một cái sản phẩm rất là mới để đến cuối tháng 4 này anh em nhé. Tầm từ 22 cho đến 28 thì bên em sẽ mang đến hỗ trợ triển lãm âm thanh tại sân vận động Mỹ Đình. Đó, thì con này bên em sẽ mang ra demo để đánh những cái dòng loa Rayapad 30. Nghe nó quá là ok luôn. Ok ạ, thì các bác mà quan tâm đến mẫu đẩy mới này X4150 hàng cao cấp thì có thể gọi điện trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Giá vẫn bằng giá so với con D4150. Ok chưa? Vẫn là 14.500.000 đồng. Bao ship toàn quốc cho tất cả các bác. Một cục đẩy rất là đáng cấp. Ok, video này em xin dừng tại đây. Bữa sau thì em sẽ làm một cái video mở nội thất cục đẩy X4150 để các bác cùng khám phá. Xin chào và hẹn gặp lại.